Xin chào quý anh chị và các bạn. Quý anh chị thân mến, tiếp theo trong cái nội dung của video ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn là 4 con giáp phát tài trong 6 tháng cuối năm 2020 này. Những con giáp này hãy may túi ba gang, mua ngay két sắt để đựng tiền. Bởi vì tài lộc tới tấp về, tiền bạc ùn ùn tới. Và bây giờ chúng ta cùng đến với những con giáp này, xem đó là những con giáp nào và liệu rằng chúng ta có được may mắn như những con giáp này hay không. Thứ nhất đấy là tuổi Tý, thì nhanh trí lanh lợi như tuổi Tý, là cái người khá quảng giao, chuyện đối nhân xử thế như cá gặp nước, may mắn cũng sẽ đến với bạn khi mà biết lợi dụng thế mạnh này của mình. Và xem tử vi 6 tháng cuối năm 2020 thì con giáp này có thần tài kề cận ở bên, nên là cơ hội để phát tài cũng lớn hơn trước đó. Công việc tiến triển tốt nhờ nhân duyên vượng, bản mệnh có quý nhân luôn ở bên trợ giúp. Hễ có khó khăn là được chỉ đường dẫn lối, không sợ thất bại. Bạn bè cũng chính là quý nhân mang đến cho tuổi Tý nhiều cơ hội làm ăn, kinh doanh. Và hãy tận dụng những cái luồng thông tin sẵn có sẽ giúp ích rất nhiều cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh của con giáp này. Vận may tài lộc của những chú chuột trong thời điểm này lớn không ngờ. Có khi chính bạn cũng không thể tin được là có ngày mình lại sở hữu nhiều tiền đến như thế. Tất nhiên là không phải nhờ vào cái vận may mà bản mệnh thu tiền về tay đâu nhé. Bản thân con giáp này cũng có tài năng của riêng mình. Không bột sao gột nên hồ. Nếu bản thân kém cỏi thì có khi có cơ hội kiếm tiền trao tay cũng không biết nắm bắt. Nửa cuối năm này, bản mệnh sẽ thấy con đường tài lộc rộng mở trước mắt. Xong, cũng nói trước là tài lộc đến với con giáp này không phải từng núi tiền đâu. Bạn sẽ phải khá vất vả khi mà đi nhặt tiền lẻ, đúng cái kiểu mà năng nhặt chặt bị luôn. Xong đừng có lười biếng, kiếm tiền là được. Có những cái lúc mà bạn sẽ thực sự thấy rằng có cái cơ hội đến để thu tiền về tay đã là cái sự may mắn rồi. Bao nhiêu công sức bỏ ra cũng không phải là vấn đề. Tài lộc tích tụ, kiến tha lâu cũng đầy tổ. Khi mà vận may lên đến đỉnh thì con giáp này có khi đụng vỗ đâu cũng ra tiền ở đó. Cuộc sống phú quý sung túc đang chờ bạn ở phía trước. Hãy chăm chỉ làm việc. Thứ hai đấy là tuổi Thìn. Mọi người thường hay lầm tưởng tuổi Thìn là con cưng của ông trời, nên là đi đâu làm gì cũng được ưu ái, may mắn hơn những con giáp khác. Thực sự thì đúng là bản mệnh cũng có lúc may mắn, nhưng không thể chỉ dựa vào cái may mắn mà sống qua ngày được. Tử vi cho thấy là bản mệnh vẫn cần phải nỗ lực để có được những cái gì mình mong muốn. Đặc biệt là người cầm tinh con rồng sinh năm 76 hay là năm 2000 sẽ có những cái cơ hội trở thành con giáp phát tài 6 tháng cuối năm 2020 khi mà biết nắm bắt thời cơ quý giá đến bên mình. Bản mệnh cần phải thi triển hết tài nghệ của mình, phô diễn hết năng lực làm việc của bản thân. Có thế thì mới giành được những cái sự tín nhiệm của cấp trên, có thêm nhiều cái cơ hội để đạt được mục tiêu tài lộc mình mong muốn. Đừng để những cái khó khăn trở ngại bước đầu làm mình thoái chí và lùi bước. Vạn sự khởi đầu nan, thoát khỏi cái nghịch cảnh cũng là cái lúc mà bạn chiến thắng được vận mệnh và tìm được cái cơ hội để chuyển biến phát tài. Đối với một số bạn thuộc con giáp này, vận trình công danh sự nghiệp cuối năm cũng sẽ có những cái dấu hiệu khởi sắc. Bản mệnh phát huy được cái năng lực tiềm ẩn của mình, cơ hội để thăng tiến không hề ít, thậm chí là có thể ngồi vào cái vị trí cao hơn trước giờ bạn chưa từng nghĩ tới. Đôi lời góp ý với tuổi Thìn ở cái thời điểm tới đó là đừng chỉ để tầm mắt mình ở ngay phía trước, đừng ham cái lợi trước mắt mà cần phải nhìn xa trông rộng, có những cái kế hoạch dài hơi. Công sức và thời gian bạn đầu tư cho công việc để gây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng. Chẳng có con đường thành công nào trải toàn hoa hồng, trải qua khó khăn, phấn đấu hết mình, tiền tài sẽ đến với người tuổi Thìn. Thứ ba đấy là người tuổi Dậu. Xem xét về con đường tài lộc năm 2020 của người tuổi Dậu thì thực sự là không có quá nhiều may mắn, nhưng mọi chuyện sẽ dần tốt lên vào những cái tháng cuối năm Canh Tí này. Con giáp này vẫn tốt bụng, luôn hết lòng vì bạn bè người thân, cũng là cái mẫu người nhiệt tình giúp đỡ người khác, chẳng ngại khó khăn vất vả. Trong lời nói có thể dễ gây mất lòng vì không biết cách lựa lời dễ nghe, song thực sự là bản mệnh chẳng có ác tâm, thế nên ai ở bên tuổi Dậu lâu ngày cũng đều hiểu tính mà quý mến. Trong những cái tháng cuối năm này, quý nhân vận sẽ dần vượng lên. Quý nhân của người cầm tinh con gà không phải ai xa lạ mà chính là bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là cấp trên của bạn. Với cái sức hút của cá nhân mình, nhân duyên của tuổi Dậu sẽ càng ngày càng tốt hơn và giúp ích nhiều cho con giáp này trong công việc cũng như là trong cuộc sống.
Nói không ngoa khi mà vận may tài lộc thời gian tới của bản mệnh cũng bắt nguồn từ chính những cái mối nhân duyên này. Bởi lẽ bản mệnh sẽ gặp được quý nhân tình nguyện giúp đỡ, chỉ dẫn cho từng đường đi nước bước, thậm chí là mách bảo cho bản mệnh biết cách để đón đầu thời cơ, nắm bắt cơ hội. Với cái sự thông minh chắn có những chú gà hoàn toàn có thể làm chủ được tình hình, chủ động sáng tạo, chứ không cần mãi dựa dẫm ý lại vào bất cứ ai. Sự tiến bộ có thể nhìn thấy qua từng ngày tháng. Vận đã tới thì có muốn nghèo cũng khó, cái nghèo chỉ dành cho ai lười biếng thôi, chứ với cái vận may sắp tới thì chỉ cần con giáp này chăm chỉ làm ăn là không lo tiền tiêu, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Và con giáp thứ tư trong top 4 con giáp may mắn 6 tháng cuối năm 2020 này, đó chính là người tuổi Sửu. Sự cố chấp ngang ngạnh xen lẫn với cái tính thật thà trung hậu của tuổi Sửu, có lẽ ai ai cũng biết là người tốt bụng, nhưng trong nhiều chuyện bản mệnh cứ một mình một ý nên thường rơi vào cái thế bị động, không được lòng những người xung quanh. Con đường phía trước cũng vì thế mà không ít lần gập ghềnh trắc trở. Song là con giáp chăm chỉ cần cù, bản mệnh không bao giờ bị khuất phục trước khó khăn, cũng không chịu thất bại mà lùi bước. Tinh thần kiên cường bất khuất ấy cuối cùng cũng mang lại những cái tia hy vọng mới cho những cái chú trâu vào cuối năm canh tí này. Tử vi 2020 cho thấy thì càng về cuối năm thì con giáp này càng có nhiều cơ hội để cải thiện cái thu nhập của mình. Vận trình càng ngày càng hanh thông, thuận lợi. Chuyện kiếm tiền cũng trở nên dễ dàng hơn, không còn phải vật lộn với cuộc sống như trước nữa. Con giáp này thật đúng là khổ tận cam lai. Những ngày tháng tươi đẹp đang chờ đón bạn ở phía trước, cả công danh và tài lộc cùng song hành. Bản mệnh sẽ nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Song cũng cần nhắc nhở bản thân là nên cởi mở và cầu tiến hơn, cố gắng lắng nghe lời góp ý của mọi người. Không phải mọi lời góp ý đều có lý và phù hợp với bản thân, nhưng cần phải chắt lọc thông tin cần thiết có lợi cho mình. Quý anh chị thân mến, trên đây đấy chính là 4 con giáp phát tài cuối năm 2020. Tài lộc của những con giáp này sẽ về tới tấp và tiền bạc ùn ùn kéo đến. Chúng ta hãy chuẩn bị may túi ba gang, mua ngay két để đựng tiền mà thôi. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video, và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi, hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình, và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, an bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.